Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinGroup vẫn sử dụng phép thắng lợi tinh thần trước thông tin bị khởi kiện tại Mỹ. Ngày 17 tháng 11, VOA tiếng Việt loan tin VinFast bị công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ điều tra. Theo đó, công ty luật Robbins Gellar, một trong những công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ, vừa công bố một cuộc điều tra về những vi phạm có thể xảy ra của hãng xe điện Việt Nam VinFast theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ. VOA dẫn thông cáo của Robbins Gellar cho biết, cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc liệu VinFast và một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty có đưa ra những tuyên bố sai trái hoặc gây hiểu lầm và hoặc không tiết lộ thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư hay không. Hãng luật của Mỹ kêu gọi công chúng nếu có thông tin có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra hoặc là nhà đầu tư của VinFast bị thua lỗ và muốn tìm hiểu thêm về cuộc điều tra, hãy liên hệ với Robbins Gellar. Hình ảnh bài trên VOA. Việc điều tra nhắm vào những tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm của VinFast có lẽ không khó, bởi vì ai cũng biết lãnh đạo VinFast nói riêng và VinGroup nói chung cực kỳ huênh hoang và có một phép thắng lợi tinh thần siêu mạnh. Trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh họ đều hô hào toàn thắng, bất chấp thực tế đang bị tố xe kém chất lượng, bất chấp thực tế xe nằm kho chỉ có thể tự bán cho chính mình. Do đó, những phát biểu của họ rất trái ngược với thực tế. VOA cho biết, VinFast được niêm yết trên Nasdaq vào ngày 15 tháng 8 sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt hay còn gọi là công ty sét trắng SPAC, Black Spade. Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam đã đạt được mức định giá khoảng 85 tỷ USD, cao hơn so với hãng Ford của Mỹ vào thời điểm đó. Theo VOA, trong một thông cáo về việc điều tra, hãng luật Robbins Gellar nói, kể từ khi công bố hoàn thành sáp nhập doanh nghiệp, cổ phiếu phổ thông của VinFast đã được giao dịch ở mức cao tới 82,35 USD mỗi cổ phiếu. Tính đến thời điểm đóng cửa ngày 15 tháng 11, cổ phiếu phổ thông của VinFast được giao dịch ở mức 6,17 USD mỗi cổ phiếu, giảm hơn 92%. VOA cũng cho hay, Robbins Gellar là một trong những tổ hợp luật hàng đầu thế giới với kinh nghiệm làm việc trong nhiều vụ gian lận, chứng khoán, cho biết họ đã thành lập lực lượng đặc nhiệm SPAC chuyên trách để bảo vệ các nhà đầu tư trong các công ty sét trắng và tìm cách khắc phục những hành vi sai trái của công ty. Tổ hợp này trong năm 2022 đã thu hồi hơn 1,75 tỷ USD cho các nhà đầu tư. Hình ảnh phản hồi vẫn rất tự tin của VinGroup. VOA dẫn lời một đại diện của VinFast phản hồi thông tin về cuộc điều tra hôm 17 tháng 11 nói rằng việc kiện tụng là hết sức bình thường và VinFast luôn sẵn sàng đối diện. Theo đó, báo Kiến thức đầu tư dẫn lời bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng ban pháp chế tập đoàn VinGroup, kiêm phó tổng giám đốc phụ trách pháp chế công ty VinFast tuyên bố, VinFast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch với các nhà đầu tư tại thị trường. Hiện tại VinFast đang hoạt động hoàn toàn bình thường tại Mỹ. Việc kiện tụng là hết sức bình thường, thường xuyên ở Mỹ, nên chúng tôi luôn sẵn sàng đối diện với việc này ngay từ khi quyết định triển khai các hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ. Lúc này VinFast vẫn tiếp tục thể hiện phép thắng lợi tinh thần của mình. Tuy nhiên, luật pháp Mỹ không giống Việt Nam. Tuy kiện tụng ở Mỹ là điều bình thường, nhưng VinFast sẽ không thể sử dụng các mối quan hệ hoặc phong bì, phong bao để lấp liếm được. Và một khi thua kiện thì hậu quả khó lường, có thể sẽ là một dấu chấm hết cho không chỉ VinFast mà là cả VinGroup và ông Phạm Nhật Vượng. Bên cạnh đó, VOA cho biết thêm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị giảm mạnh trong ngày 17 tháng 11 với áp lực bán tăng mạnh vào phiên chiều, trước thông tin liên quan đến cổ phiếu VinFast đang niêm yết ở Mỹ. VOA dẫn tin từ báo Người Lao Động cho biết, kết phiên cuối tuần, chỉ số VN Index đóng cửa tại 1.101 điểm, giảm mạnh 24 điểm so với thanh khoản tăng mạnh. Áp lực bán đến từ nhóm cổ phiếu họ VinGroup gồm VIC, VHM, VRE khiến giá giảm mạnh từ 4,4% đến 6,4%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin
VinGroup vẫn sử dụng phép thắng lợi tinh thần trước thông tin bị khởi kiện tại Mỹ. Tòa án Pháp ban hành lệnh bắt Tổng thống Syria vì sử dụng vũ khí hóa học. Ngày 16 tháng 11, VOA tiếng Việt loan tin Pháp ban hành lệnh bắt Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo đó, các thẩm phán của Pháp đã ban hành lệnh bắt Tổng thống Syria Bashar al-Assad, anh trai của ông Maher al-Assad và hai quan chức cấp cao khác của Syria do họ đã sử dụng vũ khí hóa học bị cấm nhắm vào thường dân ở Syria. Một nguồn tin từ Pháp cho biết hôm 15 tháng 11. VOA cho biết lệnh bắt này vốn đề cập đến cáo trạng đồng lõa với tội ác chống nhân loại và đồng lõa với tội ác chiến tranh xảy ra sau cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc tấn công hóa học ở thị trấn Douma vào quận Đông Gota hồi tháng 8 năm 2013, giết chết hơn 1.000 người. Theo VOA, đây là lệnh bắt giữ quốc tế đầu tiên được ban hành đối với nguyên thủ Syria. Quân đội của ông Assad đã đáp trả các cuộc biểu tình bùng phát vào năm 2011 bằng sự đàn áp tàn bạo mà các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho là tội ác chiến tranh. Hình ảnh bản tin trên VOA. Đây cũng là lệnh bắt quốc tế đầu tiên liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Ghouta. Ông Mazen Dawish, luật sư và là nhà sáng lập Trung tâm Truyền thông và Tự do Ngôn luận Syria, cơ quan đệ trình vụ kiện ở Pháp, cho biết. VOA cho hay Syria phủ nhận việc họ đã sử dụng vũ khí hóa học, nhưng một cuộc điều tra chung trước đó của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học cho thấy chính phủ Syria đã sử dụng chất độc thần kinh sarin trong một cuộc tấn công hồi tháng 4 năm 2017 và đã nhiều lần sử dụng chlorine làm vũ khí. VOA dẫn lời ông Dawish nói với hãng tin quốc tế lưu ý rằng cuộc tấn công này bắt buộc phải được sự phê chuẩn của Tổng thống với tư cách là tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng thống Syria phải chịu trách nhiệm cho nhiều tội ác ở Syria, nhưng với loại vũ khí này, khí độc sarin, thì không thể bỏ qua về sự dính líu của ông ấy. VOA cho biết, lệnh bắt các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm là hiếm xảy ra vì họ thường được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Tuy nhiên, theo luật pháp quốc tế, quyền miễn trừ đó có một số ngoại lệ nếu nguyên thủ đó bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại hay diệt chủng. Vẫn theo VOA, Tòa hình sự quốc tế hiện có hai lệnh bắt nguyên thủ quốc gia, một là nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và một là dành cho cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Hình ảnh hai nhà độc tài Bashar al-Assad của Syria và Tập Cận Bình của Trung Quốc. VOA nhận xét ông Assad đã bị hầu hết các nước trong khu vực và phần còn lại của thế giới xa lánh trong hơn một thập kỷ qua với một vài chuyến công du hiếm hoi tới Nga và Iran kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Syria vào năm 2011. Chuyến thăm của ông tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi năm ngoái báo hiệu sự tan băng trong quan hệ song phương và sau đó là một loạt các hoạt động ngoại giao sau trận động đất chết chóc hồi đầu năm ở Syria. Kể từ đó, ông Assad được chào đón trở lại tại Liên đoàn Ả Rập và đi công du đến tận Trung Quốc. VOA cho biết thêm, lệnh bắt giữ của Tòa án Pháp cũng đã được tống đạt đến ông Ghassan Abbas, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, cơ quan thành lập chương trình vũ khí hóa học của Syria, và Bashar al-Hassan, người đứng đầu cơ quan an ninh và liên lạc. Anh trai của Assad, ông Maher, bị coi là đồng lõa trong vai trò là người đứng đầu sư đoàn thiết giáp đệ tứ. Được biết, ông Bashar al-Assad sinh năm 1965, là con trai và là người kế nhiệm của cựu lãnh đạo Syria Hafiz al-Assad, người đã lãnh đạo Syria trong 29 năm cho đến khi qua đời vào năm 2000. Ông được bầu làm tổng thống Syria vào năm 2000 sau cái chết của người cha, trong một cuộc bầu cử chỉ có một ứng cử viên duy nhất. Dưới sự lãnh đạo hà khắc của Assad, Syria đã rơi vào khủng hoảng từ năm 2011 đến nay. Nhiều vụ thảm sát đã xảy ra dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài, khiến hàng triệu người Syria phải rời bỏ đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tòa án Pháp ban hành lệnh bắt Tổng thống Syria vì sử dụng vũ khí hóa học. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d
để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo.de